Chiều ngày 18 tháng 1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ và triển khai các chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các vướng mắc khó khăn liên quan đến nguồn tài chính và kinh phí hỗ trợ thực hiện các chủ trương chính sách lâm nghiệp của Trung ương, của tỉnh còn thấp, không đáp ứng được các chính sách đề ra nên chưa thu hút được các tổ chức người dân tham gia quản lý bảo vệ rừng. Ngoài ra, một số chính sách lâm nghiệp đã hết hiệu lực thực hiện. Mô hình sản xuất kinh doanh của các công ty lâm nghiệp gặp nhiều vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do chưa có cơ chế đặt hàng, giao kế hoạch hàng năm của nhà nước. Mặt khác, khó khăn trong vấn đề xử lý triệt để tình trạng xe độ chế, việc tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng và vướng mắc trong nguồn vốn để thực hiện kế hoạch trồng 15.000 ha rừng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị đối với các kiến nghị liên quan đến chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp của Trung ương và địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngành có liên quan tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để đề nghị các bộ ngành Trung ương xem xét trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh các nghị quyết về phát triển lâm nghiệp bền vững cho phù hợp. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển rừng trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025 là rất nặng nề và cần nguồn vốn rất lớn để thực hiện. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, chưa xác định rõ khả năng nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị địa phương chủ động phát huy tối đa hiệu quả các nguồn kinh phí có thể chủ động sử dụng được, nhất là nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền trồng rừng thay thế để thực hiện trồng rừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương, các đơn vị chủ rừng xác định loại cây trồng lâm nghiệp hoặc đa mục đích phù hợp, có giá trị kinh tế cao để thống nhất và hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện.